Và sau đây là phần tin Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm chủ tịch nước. Đúng như các tin đồn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã được giới thiệu bầu làm chủ tịch nước tại phiên họp hội nghị trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 18 tháng 5 để thay thế cho ông Võ Văn Thưởng người vừa mất chức vì bê bối tham nhũng. Cũng tại hội nghị này, ông Trần Thanh Mẫn, 61 tuổi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được đề cử lên làm Chủ tịch Quốc hội thay thế cho ông Vương Đình Huệ, một trong bốn tứ trụ cũng vừa bị hạ bệ. Được nhiều người coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước hiện nay, ông Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng lựa chọn từ hồi đầu tuần, thế nhưng truyền thông nhà nước chỉ vừa loan tin này hôm thứ Bảy. Nhiều nhà quan sát coi việc bổ nhiệm ông là một bước khả dĩ để ông có thể trở thành Tổng Bí Thư khi mà các nhiệm kỳ của các nhà lãnh đạo hiện tại kết thúc vào năm 2026 hoặc thậm chí sớm hơn nếu như đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi chức trước khi nhiệm kỳ thứ ba của ông ta hết hạn. Các đề cử được đưa ra khi mà đảng bổ nhiệm 4 thành viên mới của Bộ Chính trị hôm thứ Năm sau khi đã loại bỏ nhà lãnh đạo cao cấp thứ Năm là bà Trương Thị Mai. Bà Mai là người thứ Sáu rời khỏi Bộ Chính trị kể từ cuối năm 2022 trong một loạt những vụ từ chức cao cấp chưa từng thấy sự sắp xếp nhân sự cao cấp này diễn ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang chứng kiến một sự xáo trộn chưa từng có ở thượng tầng, với việc hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội bị buộc phải thôi chức trong vòng chưa đầy 18 tháng, tất cả đều do những sai phạm không được nêu cụ thể, nhưng có phần chắc chắn là liên quan tới chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Facebooker Hoàng Dũng, người thảo tin về chính trường Việt Nam bình luận trên trang cá nhân rằng không có tên Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trong danh sách bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Điều này dẫn tới đồn đoán là Quang sẽ kế nhiệm Tô Lâm để trở thành Bộ trưởng Công an trở nên không có căn cứ. Cũng theo ông Dũng thì việc ông Tô Lâm tự lựa chọn cho mình người kế nhiệm ở Bộ Công an đã nằm ngoài tầm với và điều này cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đủ quyền lực để điều khiển được các bên. Ngân hàng nhà nước công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng nhà nước đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng, cũng như các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ. Đồng thời thanh tra việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Quyết định nêu rõ thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Phái đoàn thanh tra sẽ bao gồm đại diện thanh tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Về đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức hai phiên đấu thầu vào các ngày 21 tháng 5 và 23 tháng 5 khối lượng vàng đặt thầu tối thiểu là 500 lượng và tối đa là 4.000 lượng. Khối lượng vàng đấu thầu vẫn ở mức 16.800 lượng. Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, trong thời gian tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục tiến hành các giải pháp tổng thể và toàn diện nhằm mục tiêu giải quyết tình trạng trên lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro. Hôm thứ Bảy 18 tháng 5, giá vàng nhẫn SJC tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng, lên 77,2 triệu đồng, lập kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục cũ 77 triệu đồng vào giữa tháng 4. Giá vàng miếng SJC cũng tăng nhẹ thêm 200.000 đồng, lên đến 90,4 triệu đồng một lượng. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền cần sửa nghị định năm 2012 để bãi bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC để ổn định giá vàng chiêu mới của đường dây buôn lậu vàng tại việt nam đó là chế thành nữ trang rồi đeo cả ký trên người Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết họ đã bắt giữ 4 nghi can và khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Truyền thông trong nước loan tin là hôm 17 tháng 5, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã mật phục tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, kiểm tra một chiếc xe pickup truck đi từ Lào về nước. Họ phát hiện và tịch thu 4 tấm vàng miếng và 4 sợi dây chuyền vàng nặng tổng cộng là 4 kg. 4 người trên xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô vàng này. Họ khai là mua vàng từ từ thủ đô Viên Trăng của Lào với giá 7,2 tỷ đồng đưa về Việt Nam bán để kiếm lời. Hàng loạt các vụ buôn lậu vàng lớn nhỏ khác nhau từ Cambodia và Lào về Việt Nam đã bị phát hiện trong những năm gần đây. Mới đây nhất hồi tháng 6 năm ngoái, hai chục nghi can trong đó có cả chủ tịch Kim Tộng, giám đốc của công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý ở Hà Nội đã bị cáo buộc trốn thuế trong đường dây buôn lậu tới 3 tấn vàng trị giá lên tới 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo tỉnh Quảng Trị để bán cho các tiệm vàng trong nước. Hồi tháng 8 năm ngoái, tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tuyên phạt trùm buôn lậu 10 tường 23 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng từ Campodia về Việt Nam. Nhiều đàn em của bà Mười Tường cũng bị tuyên án từ 6 đến 12 năm tù, còn các bị cáo là chủ các tiệm vàng có liên quan tới đường dây buôn lậu vàng này bị lãnh án từ 7 tới 10 năm tù. Bộ Công an cương quyết duy trì lệnh cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, bất chấp sự phản đối của dư luận. Bộ Công an đề nghị duy trì cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe ở mức 0% thay vì đưa ra một mức nhất định nào đó như các nước khác và nói rằng họ có thể sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy định này khi ý thức văn hóa giao thông của người dân tốt hơn. Tại cuộc họp báo về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chiều 17 tháng 5, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, đại diện cục cảnh sát giao thông tuyên bố duy trì cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết. Quy định này được đưa vào luật phòng chống tác hại của rượu bia từ giữa năm 2019 và áp dụng đến nay. Năm 2023, khi Bộ Công an gia tăng việc xử phạt các tài xế vi phạm nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông và số người chết liên quan rượu bia đều giảm. Theo bà Minh, ở Việt Nam do thói quen nên nhiều người đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe. Thế nên việc duy trì cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe có ý nghĩa xã hội sâu sắc bà hứa hẹn khi ý thức và văn hóa gia tham gia giao thông hình thành tốt hơn chúng ta sẽ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp hiện tại có nhiều ý kiến trái chiều về quy định nồng độ cồn ở mức 0% khi lái xe nhiều đại biểu quốc hội cho rằng quy định cấm tuyệt đối như hiện nay chưa phù hợp văn hóa phong tục tập quán bộ phận người dân Việt Nam. Họ đề nghị nên tham khảo kinh nghiệm các nước khác và quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp. Nhiều ý kiến trong cộng đồng mạng cho rằng mức 0% tuyệt đối là vô lý, chưa thấy quốc gia phát triển nào áp dụng quy định như vậy cả. Một vị bình luận rằng, thường những ông gây tai nạn là những ông vượt mức tối đa, những đối tượng này thì có luật hay không họ vẫn uống vậy. Luật chỉ ảnh hưởng lớn đến nhóm người uống chơi chơi và chẳng thấy ai nồng độ cồn 0,08 mà gây tai nạn cả. Về chuyện chỉ có tại Việt Nam, một nhóm tập yoga nằm giữa đường chụp hình ở Thái Bình. Nhóm này đã bị công an vào cuộc điều tra. Nhiều trang mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền hình ảnh một nhóm phụ nữ khoảng chục người chụp hình với hoa bằng lăng tím, trải thảm yoga nằm giữa đường lộ bất chấp xe cộ qua lại. Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đây là một nhóm tập yoga và nơi chụp hình là đường Trần Hưng Đạo, đoạn thuộc thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ngay khi bản tin được lan truyền trên mạng, nhiều người đã tỏ ra ngán ngẩm trước hành động của nhóm phụ nữ này và yêu cầu cơ quan hữu trách địa phương phải có biện pháp xử phạt nghiêm minh công an huyện kiến sương cho biết họ đang tìm cách xác minh để mời nhóm phụ nữ kia lên làm việc trong một tin khác có liên quan vụ đoàn xe rước dâu ở Hải Dương dừng giữa đường chụp hình gây cản trở giao thông, 4 người bị khởi tố. Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cáo buộc Phạm Đức Hải, 28 tuổi, thường gọi là Hải Idol, đã xúi dục một số người khác cùng đậu xe hơi sang trọng giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp hình, khiến nhiều người đi đường bất bình và gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự an toàn xã hội. Sự việc xảy ra từ ngày 21 tháng 4, nhưng không hiểu sao mãi đến nay công an mới quyết định khởi tố công ty movo của mỹ thành lập thêm trung tâm thiết kế bán dẫn tại việt nam movo technology có trụ sở chính tại california là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu vừa công bố khai trương một trung tâm thiết kế mới tại thành phố đà nẵng và sắp tới sẽ mở rộng thêm một trung tâm thiết kế và phòng thí nghiệm công nghệ cao tại thành phố sài gòn hiện tại movo đã có hai trung tâm tại sài gòn Chủ tịch và giám đốc điều hành của Marvel, ông Matt Murphy cho biết, chúng tôi rất vui mừng với động lực đã đạt được kể từ khi công bố kế hoạch mở trung tâm thiết kế của mình vào năm ngoái, bao gồm cả tiến trình bổ sung các tài năng kỹ thuật hàng đầu vào nhóm của chúng tôi và mở rộng số lượng các trung tâm của chúng tôi. Việt Nam đang nhanh chóng trở thành trung tâm đổi mới chất bán dẫn và chúng tôi cam kết góp phần vào sự chuyển đổi này. Việc mở trung tâm thiết kế tại Đà Nẵng sẽ giúp Movo mở rộng mạng lưới hoạt động, hướng tới mục tiêu phát triển trung tâm thiết kế vi mạch đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam. Trung tâm thiết kế Movo mới tại Sài Gòn theo dự kiến sẽ khai trương trong năm tới và các cơ sở kỹ thuật khác của Movo tại Việt Nam sẽ tập trung vào kết nối, quan, lưu trữ và công nghệ bán dẫn tín hiệu hỗn hợp và tương tự của trung tâm dữ liệu tốc độ cao. Các trung tâm này được đánh giá là rất quan trọng đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng tăng tốc nhằm đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và năng lượng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo AI và trung tâm dữ liệu đám mây. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Đổi mới Mỹ-Việt được tổ chức vào năm ngoái, trong chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội, công ty Marvel cam kết tăng 50% lực lượng lao động tại Việt Nam trong 3 năm tới.